Chào các bạn, mình là Nguyễn Khoái. Mình sẽ là người đồng hành với các bạn trong những video hướng dẫn đầu tư crypto cho người mới. Trong cái video đầu tiên này, mình muốn nói với các bạn 5 cái lý do, 5 cái thảm họa gây mất tiền cho những người mới tham gia đầu tư crypto. Thì cái điều số 1 ở đây đó là trạng thái tâm lý FOMO. FOMO ở đây là gì? Mình xin phép định nghĩa từ FOMO. FOMO có nghĩa là Fear of Missing Out. Đây là một cái trạng thái tâm lý khi người đầu tư crypto cảm thấy là họ bỏ lỡ một cái cơ hội nào đó trong thị trường này. Họ bỏ lỡ một cái cơ hội mua Bitcoin từ 4-5 năm trước với một cái giá rất là tốt, một cái giá rất là rẻ. Vào thời điểm 4-5 năm trước, cái giá của Bitcoin nó vô cùng là rẻ, và đến cái thời điểm bây giờ thì giá trị của Bitcoin nó đã tăng lên đến hàng trăm, hàng nghìn lần. Và họ cảm thấy đó là một cái cơ hội mà họ đã bỏ qua, và họ nhìn những người xung quanh, họ nhìn những người bên cạnh đang sở hữu Bitcoin từ cái thời điểm 4-5 năm trước. Những người đó họ đang sở hữu số lượng Bitcoin hàng trăm Bitcoin đến hàng nghìn Bitcoin, thì ở thời điểm hiện tại những người đang sở hữu Bitcoin như thế họ có một cái lượng tài sản rất là lớn, rất là khổng lồ, hàng triệu đô, hàng trăm triệu đô. Họ sinh ra một cái tâm lý là họ thấy những người xung quanh, thấy những người bên cạnh đi đầu tư đang sở hữu crypto hay là đang sở hữu Bitcoin và họ trở nên giàu có, và họ cảm thấy là hình như là mình đang bỏ lỡ một cái điều gì đấy, hình như là mình đang tụt hậu so với những người còn lại. Cái trạng thái tâm lý này nó làm cho con người ta không thể ngồi yên một chỗ được. Họ bắt đầu đầu tư vào crypto, đầu tư vào với một cái tâm lý là nhanh chóng kiếm được tiền, và họ phải cứ thế là họ đầu tư thôi, và họ sẽ không phân tích, họ sẽ không nghiên cứu đó là crypto nào, đó là crypto rác nào. Họ sẽ đi hỏi người này người kia, họ lên trên mạng họ tìm tìm kiếm crypto này một crypto kia, mà họ thấy một vài cái bài báo, thấy một vài cái thông tin, thấy một vài cái lời giới thiệu nói là cái đồng này tốt, và thế là đơn giản là họ bỏ tiền vào, họ đầu tư thôi, và họ chẳng có một cái kiến thức nào trang bị khi bước vào cái thị trường này. Thì đó là một cái trạng thái tâm lý FOMO khi họ bỏ lỡ một cái cơ hội nào đó trước đó trong quá khứ, và bây giờ khi những người xung quanh kiếm được tiền rồi, những người bên cạnh họ kiếm được tiền rồi, và ngay lập tức họ cần phải nhanh chóng đuổi kịp họ. Cái điều số 2 đó là đầu tư với tâm lý là đánh bạc. Thì ở đây những người mới đầu tư với cái tâm lý là họ xác định đầu tư vào cái thị trường này và họ sẵn sàng đổ hết tiền vào cái thị trường này, và họ không quan tâm lắm đến cái phần sau của cái đầu tư này. Đó là khi họ đầu tư vào và họ cái niềm tin của họ rất là cao, khi thị trường này nó đang gia tăng và nó đang đi lên thì cái niềm tin của họ rất là cao là cái đồng họ đầu tư vào nó sẽ tăng trưởng một cách nhanh chóng, và họ không tính đến cái trường hợp là dự án nó thất bại thì họ bị mất tiền, và họ không gần như họ không tính đến cái trường hợp đấy. Và khi mình có hỏi họ là thế giả sử cái đồng crypto đó nó bị xóa khỏi sàn hay là nó dự án nó thất bại thì làm thế nào, thì họ chỉ trả lời một câu rất là đơn giản, một câu rất là thờ ơ, đó là nếu mà có mất thì thôi, thì coi như là mất. Thì đấy là một cái hình thức đầu tư một số người mới đấy là một cái hình thức đầu tư của một số người mới là đầu tư theo hình thức là đánh bạc, thì nó rất là nguy hiểm. Cái điều số 3, đầu cơ theo hình thức lướt sóng liên tục trong một khoảng thời gian dài. Những người mới tham gia vào đầu tư ấy thì họ rất thích cái kiểu là họ lên những cái sàn giao dịch và họ mua họ bán, họ đặt lệnh mua họ đặt lệnh bán rất nhiều. Ví dụ họ nghe một ai đó nói là cái đồng này sắp tới nó sắp lên giá rồi thì hãy vào đi, thế là họ lập tức họ họ vào sàn, họ họ vào lệnh, họ đặt những cái lệnh mua, họ đặt cái lệnh mua, và họ không có cái sự kiên trì, họ cảm thấy sốt khi họ mua cái crypto đó, và họ chờ lâu quá họ không chịu được, thế là cái giá của crypto, trong trường hợp cái giá của crypto nó giảm thì họ ngay lập tức họ bán đi. Trong cái trường hợp mà giá crypto nó tăng, họ cũng không, khi có lợi nhuận rồi họ cũng không chịu chốt lời mà họ cứ để đấy thôi, và họ đôi khi là đạt được cái lợi nhuận mà họ mong muốn rồi, nhưng mà vì cái lòng tham mà họ lại không bán đi, họ lại để đấy, sau đến lúc một khoảng khoảng nào đó khi nó đạt được tăng đến mức giá nào ổn định, khi nó tăng được lên một cái mức giá nào rồi thì nó lại đi xuống, thì họ sẽ bỏ qua cái cơ hội mà họ chốt lời. Đó là cái điều sai lầm số 3, đó là họ họ mua và họ bán quá nhiều lệnh ở trên sàn. Chính vì quá nhiều lệnh trên sàn đấy thì họ phải chịu những cái phí giao dịch ở trên sàn rất là lớn,
Bởi vì một số sàn hiện tại thì cái phí giao dịch của nó rất là cao. Khi chúng ta vào lệnh, chúng ta ra lệnh, chúng ta mua bán, đặt lệnh mua bán quá nhiều thì cái phí giao dịch của chúng ta sẽ phải chịu đi rất nhiều. Cái điều số 4 là những người mới thường không phân bổ vốn hợp lý và họ không có cái cách quản lý cái tiền đó làm sao cho hợp lý. Họ thường bỏ tất cả trứng vào một giỏ, họ bỏ tất cả tiền đầu tư vào một cái đồng crypto nào đó. Trong thị trường này thì có những cái đồng crypto nó tăng trưởng ổn định, bền vững, cũng có những crypto mới ra nó có khả năng nó bay rất là cao và những có khả năng nó có khả năng giá của nó bị giảm rất là mạnh. Những người mới chơi crypto, họ không chia những vốn của họ ra, họ không chia nhỏ những cái rủi ro của họ ra mà họ tập trung hết lượng vốn vào một cái crypto. Cái crypto đó nó tốt, nó không sao, nó lên giá thì không sao, nhưng gặp phải những đồng crypto nó xấu hoặc là những cái đồng crypto nó cần thời gian để nó phát triển thì giá của nó bị đao xuống và nó chưa đủ thời gian để nó phát triển thì cái đồng crypto của nó bị đi xuống và ngay lập tức cái số tiền mà chúng ta tập trung vào một cái crypto đấy nó bị giảm cái tài sản đó đi, tiền của chúng ta bị mất đi một cái khoản lượng tài sản rất là lớn. Nó sinh ra cái tâm lý là chúng ta sẽ chán bởi vì chúng ta bị mất tiền, vốn của chúng ta bị giảm. Chính vì vậy thì những cái sai lầm đó là những người chơi mới là cần phải chia nhỏ cái nguồn vốn của mình ra, chia nguồn vốn của mình vào những khoản crypto an toàn này, chia nguồn vốn của mình vào những cái crypto có tính rủi ro cao nhưng mà lợi nhuận cao thì chúng ta cũng phải cần phải chia nhỏ ra, cần phải phân bổ cái lượng vốn sao cho hợp lý để có những dự án này nó thất bại thì cũng có những dự án khác nó sẽ kéo cái lượng vốn của mình đi lên, nó tránh tình trạng là mình bị mất sạch lượng vốn như vậy. Cái thảm họa số 5 là chúng ta đi vay tiền để đầu tư. Những người mới chơi thì có những người sẽ không có tiền để tham gia đầu tư thì họ sẽ tiến hành họ đi vay tiền từ người thân, vay tiền từ bạn bè. Cái tình trạng vay tiền này cũng khá là nhiều. Ở đây khi chúng ta đi vay tiền thì chúng ta sẽ chịu một cái áp lực nào đó. Nếu chúng ta vay tiền của người thân thì chúng ta sẽ phải chịu một cái áp lực là mình sẽ vay cái khoản tiền của họ. Ví dụ mình sẽ đặt cái trạng thái tâm lý của mình là mình vay cái khoản tiền của người bạn mình trong vòng một tháng mình sẽ trả lại cho người bạn của mình. Và cái trạng thái tâm lý này nó sẽ đeo đuổi trong cái tâm trí của bạn. Trong vòng một tháng đấy bạn sẽ nghĩ đủ mọi cách để chúng ta kiếm tiền nhanh trong vòng một tháng đấy. Và chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sẽ không dựa trên là kiến thức của chúng ta nữa mà quyết định của chúng ta sẽ dựa trên cái cảm xúc của chúng ta. Trong vòng một tháng đấy bạn sẽ cố đi tìm một cái đồng crypto nào đấy mà bạn kỳ vọng là nó sẽ tăng trưởng vô cùng là mạnh. Tất nhiên cũng sẽ có những cái đồng trong vòng một tháng đấy nó tăng trưởng rất là mạnh, nhưng mà khi các bạn là người mới, các bạn không kiến thức thì bạn rất khó để các bạn lọc được ra những crypto nó có những cái tính chất như vậy. Chính vì thế mà khi chúng ta chọn lựa nhầm phải crypto nó không thể tăng trưởng trong vòng một tháng đấy thì các bạn sẽ nôn nóng và các bạn đi đầu tư vào những cái đồng crypto nó không may nó xấu thì cái nguồn tiền của chúng ta nó có thể bị mất, nó có thể bị giảm đi. Trường hợp thứ hai là chúng ta đi vay tiền bằng cách là chúng ta cầm cố tài sản của chúng ta có xe máy, chúng ta có tài sản chúng ta mang đi, chúng ta cầm cố và chúng ta dùng cái tiền đó và chúng ta đi đầu tư hoặc là chúng ta đi vay tiền của ai đó không phải bạn bè mà chúng ta phải chịu một cái mức lãi suất hàng tháng, thì hàng tháng đó chúng ta phải ép bản thân mình phải làm sao kiếm lời nhanh trong cái thị trường này để chúng ta có thể trả lại, chúng ta có thể chi trả những cái lãi suất mà chúng ta đi vay đó. Thì có phải là chúng ta chịu một áp lực đúng không? Khi chúng ta chịu áp lực thì những quyết định của chúng ta ra quyết định là đều dựa trên những cái áp lực đó. Chúng ta ra quyết định đó một cách không thoải mái, chúng ta ra quyết định đó một cách vội vã, chúng ta ra quyết định đó với một cái tư thế là chúng ta không tìm hiểu. Nếu may mắn thì chúng ta kiếm được lãi, nhưng mà nếu không may mắn thì cái số lượng vốn của chúng ta nó sẽ giảm đi. Và khi lượng vốn của chúng ta giảm đi, chúng ta không có cái khả năng thanh khoản, chúng ta cái tiền của chúng ta nó không thể, cái dòng tiền của chúng ta nó không lưu thông được thì chúng ta lại tiếp tục chịu cái áp lực lãi hàng tháng nó đè nặng lên cái đôi vai của chúng ta và càng ngày chúng ta càng bị lún sâu vào cái tình trạng là áp lực về tài chính. Chính vì vậy là chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định rất là ngớ ngẩn. Đây là 5 cái thảm họa mà người mới đầu tư tham gia vào crypto cần phải tránh. Và ở trong những video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ tiếp những cái điều mà những người mới đầu tư cần phải tránh đó là gì. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.